thông tin tiểu sử Khánh Hiền Khánh Hiền tên thật Bùi Thị Ngọc Hiền được sinh ngày 18 tháng 5 năm 1991 tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Ba mẹ cô ly dị từ năm cô 6 tuổi, sau đó cô theo mẹ lên Sài Gòn sinh sống, còn hai anh ruột thì ở lại với ba khi mẹ kết hôn với Dượng, gia đình Khánh Hiền có thêm hai đứa em nữa, tuy nhiên cuộc hôn nhân của mẹ cũng không kéo dài được lâu vì dựng không. Thể san sẻ hỗ trợ được mẹ trong cuộc sống, năm 13 tuổi, cô đã phải tự đi làm để kiếm tiền học và lo lắng thêm cho gia đình, không có quần áo mặc đúng theo quy định, cô đã phải nghỉ học năm lớp 7 để tiếp tục đi kiếm tiền. Trong suốt thời gian không đến trường, cô đi bán bánh, khăn giấy ở tiệm. Cà phê sân vườn với mức lương 700 ngàn, kết thúc chương trình học phổ thông, cô thi đỗ vào trường. Sân khấu điện ảnh ở Hà Nội, nhưng không thể theo đuổi vì hoàn cảnh gia đình vẫn chưa thoát được. Nghèo khó, cuối cùng cô đi làm nhân viên tiếp thị trong siêu thị, làm PG trong vòng 3 năm rồi mới có cơ hội bén duyên với công việc diễn xuất, nhờ làm công việc PG, Khánh Hiền có cơ hội làm việc với nhiều người trong lĩnh vực sự kiện nghệ thuật, cô bén duyên với việc đóng quảng cáo nhờ trau dồi và học hỏi với vai trò là người mẫu quảng cáo diễn viên kịch tại sân khấu id cap khánh hiền được giao cho những vai diễn lớn hơn mãi đến cuối năm 2014 cơ hội đã đến với cô gái này khi được casting vào vai diễn chỉ vinh một vai diễn trong bộ phim tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ, sau thành công của bộ phim, Khánh Hiền được nhắc đến nhiều hơn và được nhiều báo chí săn đón, cô được truyền thông ví như nàng ngọc nữ của màn ảnh Việt. Sau thành công của vai diễn này, Khánh Hiền được các nhà làm phim săn đón nhiều hơn, cô quay trở lại với phim truyền hình thông qua vai diễn chính đầu tay trong bản sao nguy hiểm, bộ phim đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô, sau đó, cô tiếp tục với dự án phim truyền. Hình những đóa quân tử lan, bốn, trước đó, cô cùng Trường Giang và Angela Phương Trinh hợp tác trong. Dự án điện ảnh Taxi, em tên gì, đây là bộ phim điện ảnh thứ hai của Khánh Hiền sau thành công của. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, FD, DV Ngô Chiên, PSABM.